ngày thi đấu với tinh thần thể thao cao cả, golfer Nguyễn Quang Hưng đã vượt qua hơn 100 golfer để giành Best Golf với Golf 79. Bên cạnh giải Best Golf, ban tổ chức đã trao giải nhất các bảng A, B, C, D lần lượt cho các golfer Lương Ngọc Hùng, Phan Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Phương và Nguyễn Cảnh Hạnh, cùng với đó là các giải nhì, ba ở các bảng. Đối với giải kỹ thuật golfer Lương Ngọc Hùng đã giành Long Hit Drive tại hố số 6 và Phạm Minh Phong tại hố số 16. Các giải Near It to the Pin tại hố 4, 8, 11, 17 lần lượt được trao cho các golfer Đoàn Thanh Sơn, Hồ Sĩ Nguyên, Đinh Ngọc Thanh, Ngô Văn Hải và Near It to the Line tại hố 5 là golfer Đinh Xuân Giang. Giải golf chào mừng đại hội đầu tiên của Hội Golf Quảng Bình đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với sự khởi đầu này, Hội Golf Quảng Bình sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển trong tương lai. Hội sẽ không chỉ là nơi sinh hoạt, giao lưu giữa các golfer mà còn là cái nôi để phát triển phong trào golf trẻ, golf chuyên nghiệp.